mà sao mà con không biết được? Không biết thì sao mà làm? Không biết thì phải suy nghĩ tìm cách để giải được cái bài toán này chứ. Sao lại bỏ cuộc được hả? À, giờ dùng máy tính. Dùng máy tính. Cái con nhỏ này làm toán mà đi làm xài cái máy tính. Ủa, ba làm toán mà cũng dùng máy tính chứ bộ. Im ngay. Cái con nhỏ này không biết nó giống ai mà nó học dở như vậy đâu biết nữa à. Giống ai được bây giờ, con là con của ba mẹ chứ bộ. Con này. Nó nói đúng quá. Ba. Gái, có chuyện gì vậy? Anh coi đi. Nó học làm toán mà có suốt ngày nó xài cái máy tính không à. Không có máy tính thì sao mà làm được? Còn trả treo nữa hả? Ủa, trời ơi, em đánh con mà, thiệt tình. Dạy con dạy từ từ thôi, nói nhỏ nhẹ nó. Em không biết cách dạy con vậy đó. Coi. Anh hay quá, anh làm đi. Coi anh nè. Thôi con gái ngoan của ba, đừng có khóc nữa. Ông bây giờ đi lên phòng ha, rồi cái ba dạy cho con nha. Dạ, chẳng thờ góc phòng rồi đi ba. Gồm con ha. Để đó anh lo. Bây giờ tập trung nha, đơn giản dễ lắm. Bây giờ con tính cho ba đi, 40 cộng 30 bằng nhiêu? Khó với dễ gì ba. Rồi, bây giờ nhìn ba này nha. Nhìn ba kỹ đi nha. 4 cộng với 3 bằng nhiêu? Bằng 7. Đúng rồi, bằng 7. Vậy thì 40 cộng với 30 bằng nhiêu? Không biết làm, khó quá à. Sao gì kỳ vậy con? 4 cộng 3 bằng 7 thì con biết. Còn 40 cộng 30 phép tính nó cũng giống nhau thôi mà, sao con không biết? Ủa, giống nhau hả bà? Ừ. À vậy con biết rồi. Bằng nhiêu? Bằng 7 nha. Đó, con hiểu chưa? Từ nãy giờ ba giải thích cặn kẽ vậy rồi đó. Bây giờ ba sẽ bước qua một cái ví dụ khác nha. Con tập trung nhìn ba nha. Ở trên bàn có sẵn 17 miếng sườn. Cô ta đem ra thêm 6 miếng sườn nữa, hỏi tổng cộng có bao nhiêu? Ba, cái cô mà ba nói là ai vậy ba? Con không cần quan tâm với cô đó là ai hết nha. Con không cần quan tâm cô ta nha. Dạ. Tập trung nhìn ba nè. Có 17 miếng thịt cộng thêm 6 miếng thịt nữa thì hỏi có bao nhiêu miếng thịt? Hồi nãy ba nói là sườn, bây giờ ba nói là thịt, sao con hiểu? Ba xin lỗi con gái, ba xin lỗi nha. Bây giờ tập trung lại nha. Có 17 miếng thịt sườn cộng thêm 6 miếng thịt sườn nữa thì hỏi có bao nhiêu miếng thịt sườn? Không biết. Nếu là thịt sườn thì con không biết, con thua rồi. Con không cần phải nghĩ phức tạp gì đâu. Con cứ nghĩ nó thật là đơn giản đi, rồi mọi chuyện nó sẽ là đơn giản thôi ha. Bây giờ con tập trung nhìn ba nha. Nhìn ba lần nữa nha. Con cứ tập trung vào những con số mà ba nói ra rồi cái con tính là con dễ lắm nha. Dạ. Bây giờ vậy, ví dụ cho con dễ hiểu là vậy. Ở một cửa hàng trái cây có 13 quả táo, thì trong lúc đó có một cô gái đi tới lấy đi 4 quả táo. Cô gái lấy đi 4 quả táo ha. Xong tiếp theo có một cậu bé tới nữa, lấy thêm 2 quả táo nữa mang đi, thì hỏi tổng cộng cửa hàng đó còn bao nhiêu quả táo? Con làm phép trừ, con ghi ra đi. Con ghi ra những con số rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ là viết là 13. 13. Đúng rồi, 13. Lấy đi 4 quả là trừ. Trừ 4. Lấy thêm 2 quả nữa là trừ. Đúng rồi. Vậy hỏi bằng bao nhiêu? Con cứ từ từ nha. Con nhìn vô con số đó con tính. Bằng 22. Sao bằng 22? Vậy là bằng 18. 13 trừ 4 trừ thêm 2, nhiều nhất là chỉ có 13 thôi. Sao bằng 18 được con? Mà tại sao mình phải trừ? Nghĩ giải lao đi. Bài kiểm tra IQ là gì à? Sao? Sao con lại hỏi vậy? Thì hôm nay cô giáo bắt con làm bài kiểm tra IQ. Kiểm tra IQ hả? Cái bài kiểm tra IQ á, là kiểm tra đầu óc của mình. Cái kết quả có thể là cho mình biết là mình là người thông minh hay là người ngu dốt.
đó là cái người hữu dụng hay là vô dụng, con hiểu không? Ba, ba nói chuyện với con nít mà nói vậy hả? Cho nói làm sao vậy? Không nói chuyện với con nít mà ba đi nói vô dụng với hữu dụng thì phải giải thích cụ thể vậy chứ. Rồi có làm bài được không? Không được. IQ á là phải có IQ em mới làm, mà trong lớp á ai cũng lo làm mệt trơn, không IQ em. Cho nó xuống mẫu giáo học đi. Cảm ơn. Mày mà hé răng chuyện bài kiểm tra hôm nay thì hiểu chưa? Hai đứa về rồi hả? Dạ. Tâm Anh, bữa nay em làm bài kiểm tra được không? À, dạ. Làm chi? Bữa nay con có bài kiểm tra hả? Tại sao không nói cho mẹ nghe? Dạ đâu có đâu. Đi ra đây. Qua đây. Nói cho mẹ nghe, bữa nay con có bài kiểm tra phải không? Mẹ mới nghe chị Tâm Ý hỏi Tâm Anh kìa. Không có, chắc chị Tâm Ý lộn thôi. Nè, không tin mẹ hỏi nó coi. Mẹ qua đây mẹ nói cho mẹ tao nghe đi. Đó, mẹ hỏi nó coi. Nè Tâm Anh, bữa nay có bài kiểm tra không con? Con làm gì đó? Dạ đâu gì đâu mẹ. Có không con? Dạ. Dạ không thưa cô. Dạ thôi con lên lầu nha cô. Thấy chưa, nói mẹ rồi mà. Mẹ không tin con chưa? Dạ alo. Dạ cô giáo chủ nhiệm. Dạ không điểm. Làm gì? Đứng lại cho mẹ. Dạ. Dạ không điểm hả cô giáo? Em đã cố gắng dạy cho em ấy rất kỹ, nhưng giải thích cỡ nào thì em ấy cũng không hiểu. Chi hoàn toàn không có khái niệm về phép trừ. Em thật sự rất là lo lắng, vì phép tính trừ là phép tính rất là cơ bản. Dạ tôi xin lỗi cô giáo, tôi nhất định là sẽ cho nó một trận mới được. Vũ lực không phải là cách giải quyết đâu. Nên dạy em bằng lời nói thì sẽ tốt hơn. Em sẽ cố gắng kèm thêm cho em ấy, nhưng trên lớp học á còn rất là nhiều tiết học khác nên em không có đủ thời gian. Dạ 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 xin lỗi cô giáo, tôi biết rồi. Dạ dạ dạ. Làm gì? Con giỡn mày với mày đó hả? Cái con nhỏ này làm gì? Phép cộng có nghĩa là con đang có một thứ gì rồi con được thêm một thứ nữa, vậy thì là phép cộng đúng không? Dạ đúng rồi. Chị phép trừ cũng vậy, có nghĩa là con đang có một thứ gì đó rồi con làm mất đi. Đúng rồi, làm chị hay quá vậy. Có nghĩa là con mất đi, có nghĩa là đã phép trừ. Dạ. Nè, Lâm Chi giỏi. Vậy thì bây giờ mẹ con mình làm phép trừ nha. Dạ ok. Bài này đi. Nè, 11 trừ 3 có nghĩa là con đang có 11 thì con mất đi 3, là còn mấy? Còn mấy Lâm Chi? 11 mà mất đi 3. À con biết rồi. Là còn bao nhiêu? 11. Hả? Dạ đúng rồi mẹ. Nè mẹ nhìn nè, 11 trừ 3 có nghĩa là 11 mà mất đi 3 thì chỉ còn 11 chứ còn mấy. Nãy giờ mẹ nói con hiểu hết đúng không? Không có gì gọi là khó hết đúng không? Hả? Mất trừ đơn giản lắm mà, đúng không con gái? Hỏi xui thôi. Bây giờ mẹ con mình làm ví dụ đơn giản thiệt là đơn giản nha. Dạ. Con gái ngoan, con thích ăn cái trái cây gì nhất vậy? Trái cây con thích nhất hả? À, là dâu. Con thích ăn trái đào hơn. Thôi được rồi, chị thì mình ví dụ là đào đi ha. Con đang có 11 trái đào. Không, con thích ăn dưa hấu không? Không, dưa gan. Mệt quá đi. Con thích trái gì cũng được hết á. Ủa sao ngồi đây? Anh nghe nói em đang dạy Lam Chi phép tính trừ mà sao ngồi thẫn thờ? Lam Chi, mẹ dạy con phép trừ rồi đúng không? Con không hiểu gì hết trơn. Tự hào quá ha. Em chán thiệt á. Cái kiểu này chắc phải thuê gia sư dạy kèm riêng một mình nó đó. Mới học lớp 1 mắc mớ gì mời gia sư. Thấy yên tâm anh không? Đó, tự học có ai kèm cặp đâu. Tâm Anh, bài kiểm tra kỳ này chắc được điểm cao nữa ha con. Dạ.
thưởng. Được có 10 điểm mà cũng bị đặt khoe. Trời ơi, nó còn nói được, tôi sợ cái con nhỏ này luôn. Bộ con ăn trứng ngỗng hoài cũng không ngán hả con? Anh Chi à, thật ra phép trừ nó dễ lắm, chứ không phải khó như con tưởng tượng đâu. Khó chứ dễ gì ba. À, con có cách này nè, dễ lắm luôn á. Cái gì con? Bấm máy tính. Không được, tuyệt đối là không được, biết chưa? Bây giờ con nhìn ba đi nha, con nhìn ba kỹ ba chỉ dụ cho con nha. Ở trong cái bếp này đang có 6 người. Ngọc quên đếm Ngọc rồi. Ngọc Ngọc là 7 người. 7 người thì 7 tự người. Nhiên có 2 người đi ra ngoài. Vậy hỏi trong cái bếp này còn bao nhiêu người? Phải ra ngoài thì con mới biết được chứ. Tâm ý. Dạ. À, con cảm phiền dẫn Tâm Anh ra ngoài một chút giùm chú nha. Còn Tâm Anh nó đang ăn cơm mà. Kệ ra chút mà vô lại. Thôi con ăn xong rồi, con lên lầu rồi. Tâm Anh, con ngồi ăn tiếp đi. Tâm ý con đi ra ngoài đi. Vô con. Đó, vậy bây giờ ba hỏi con nè. Ở trong cái bếp này còn lại bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4. Còn 4 người. Chị quên đếm chi nữa đó chị. À, vậy còn 5 người. Đúng, giỏi quá ơi. Con gái mà xuất sắc luôn á, quá giỏi luôn. Vậy thì hỏi 7 trừ 2 bằng mấy? 2 chuyện đâu liên quan gì đâu ba. Nghe mẹ ví dụ nè ha. Bây giờ 7 người trừ đi 2 người, vậy là còn mấy người Lâm Chi? 2 phép tính nó khác nhau mà mẹ. Nói rồi thôi, giờ đưa nó trở lại mẫu giáo nó học đi. Ê nhỏ kìa. Ừ? Mày uống sữa của tao đúng không? Mình đâu có uống đâu. Mày còn chối nữa hả? Rõ ràng là mày uống chứ ai uống được. Mình đã nói là mình không uống rồi mà. Trong nhà này ngoài tao với mày ra thì còn ai uống nữa? Nhưng lỡ người khác uống thì sao? Người khác chứ mà người khác. Mày chuyên gia là ăn cắp. Tại sao con có suốt ngày ăn hiếp Tâm Anh hoài vậy hả? Con có ăn hiếp đâu. Nó dám uống sữa của con nè. Nè, mẹ nhìn đi. Sữa của con tới số 8. Bây giờ chỉ còn tới số 5 thôi. Nó đã uống 3 nấc rồi còn gì? Cô ơi, con không uống đâu. Mày uống với ai uống hả? Bây giờ á, mẹ con mình làm lại phép trừ nha. Ôi, không biết làm đâu. Con yên tâm đi. Mẹ đảm bảo là con làm được à nha. Đúng rồi, con gái của ba ngoan lắm nha. Ráng nha con nha. Nhìn mẹ nha. Bây giờ ví dụ như Lam Chi đang có 10 miếng sườn. 10 miếng sườn. Mà Tâm Anh nó lén ăn mất của con hết 4 miếng. Vậy nó còn mấy miếng? Ý, con này gan quá. Vậy là con chỉ còn ăn được 6 miếng thôi hả? Hay quá vậy? Trời ơi, trời ơi. Con gái ba giỏi quá trời luôn á. Con phải đi sườn nhỏ này. Đây, đâu? Mẹ ví dụ thôi à, chứ Tâm Anh nó đâu có ăn sườn gì của con đâu. Mẹ ví dụ thôi à. Trời, mẹ làm vẫn thiệt không à. Nè, con gái của mẹ giỏi quá à. Nè, con nhớ nha. Kể từ bây giờ á, mỗi khi mà con làm phép trừ á, thì con cứ tính là như vậy đi. Con đặt Lam Chi ở phía trước, nghĩa là số bị trừ. Và cái số phía sau là số trừ, thì con tưởng tượng đó là Tâm Anh đã lấy mất của con. Vậy là ra kết quả liền à. Nghe chưa? Dạ nghe. Bây giờ vậy mình thêm ví dụ nữa nha. Con uống sữa còn chín nấc, con mới làm dấu, thì Tâm Anh nó mới lén. Nó uống đi 6 nấc, hỏi chai sữa còn bao nhiêu nấc? Tất nhiên là còn lại 3 nấc rồi. Trời ơi, bà không thể nào tin được luôn á. Con gái của bà thông minh quá trời ơi. Trời ơi, mày dám uống 6 nấc sữa của tao? Ai? Không. Đi đâu? Con đi xử nó. Bà xử cái gì? Thí dụ, bà chỉ thí dụ thôi chứ Tâm Anh đâu có uống sữa của con đâu. Bà làm hết hồn à. Thí dụ thôi à. Lâm Chi giỏi quá à. Bây giờ thêm ví dụ nữa nha. Bây giờ mình làm tiếp nha. Con nhớ rõ chưa? Số trừ với số bị trừ là sao? Nói lại cho mẹ nghe. Là số mà Tâm Anh lấy mất của Lâm Chi. Hay quá. Cứ như vậy mà phát huy con gái của mẹ. Yes. Chị hãy tin tưởng ở con. Con đi đây.
Con gái giỏi lắm. Cố lên nha con. Yeah. Coi. Không hiểu luôn á. Không hiểu nó giải có cái kiểu gì mà cứ gây cho con nít cái ấn tượng ganh ghét là sao? Ba này, chỉ có cách đó thì nó mới chịu làm phép trừ thôi mà. Mình có 7 cái bánh, bị người khác đến lấy và ăn mất 4 cái bánh. Vậy mình còn bao nhiêu? Những bài toán trên đây rất là đơn giản đúng không nè? Dạ. Rồi, vậy mình tập trung làm bài đi.承诺是永远。